Anh làm chú công an hả? Anh làm chú công an hả? Thôi. Anh mặc đồ. Qua đây. Thôi làm đồ bếp nào. Đây, đây qua phòng chú công an đây nè. Bếp nấu ăn nào. Mẹ làm một cái gì đó. Đây, qua phòng này nè. Phòng này là phòng phòng gì đây? Phòng nấu ăn á, hâm cho vô rồi có chị rồi. À cho chị đang nấu ăn à? À. Ngồi ăn. Cho em vô ăn với nào. À, cho em vô ăn với nghe. Chị nấu hả? À chị nấu đồ ăn hả? Đây đây thôi để chị chơi. Để chị chơi nấu ăn con qua đây chơi. Chơi với má anh nè. À đi siêu thị hả? À đi siêu thị kia. Ô oh, cha mấy anh đi siêu thị sướng chưa? Đó bum đi siêu thị đi. Bum mua hàng đi. Đó con mua hàng đi. Con mua bánh đi, con tới con mua bánh đi. Con mua bánh đi, con chơi đi. Con lấy bánh, mua bánh ra trả tiền. Nè, no. Bơm, chơi cái gì á? Bơm. Mấy chị chơi nhà hàng. Mấy chị chơi nấu ăn nhà hàng á. Ơ, ờ, thôi, chị rất quân thôi, rất quân. Á, đổ. Rồi qua đi vô khác chơi hả? Ba đánh gì cũng từ từ chen nhau đó. Rồi đi qua bên này chơi nè, đây nè, ba dắt đi nè. Bơm, ba dắt đi nè. Đi chơi ba. À con ưa vô đó hả? Thì bây giờ chỗ khác chơi, đi chơi chỗ khác, đi. Đi, đúng rồi. Rồi, vô đây bùm nè, bùm. Đó. Bùm tới nè. Đúng rồi. Rồi. Wow. À là sân khấu à, là sân khấu biểu diễn nè. À, bùm biểu diễn sân khấu đi. Bùm tới sân khấu biểu diễn đi, ba làm khán giả ba ngồi. Bùm ngồi. À bùm ngồi thôi hả?